Nhưng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ tâm hồn chú Cường đón chào sinh hoạt hành động này. Tôi một sân mưu một sân cái gì sạch tôi làm màu đỏ chú Cường làm đường đâu là tại sao cái sản phẩm này nó sẽ không tươi đẹp hơn mà nó sẽ thơm hơn. Cảm ơn tôi xem. Thì mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại.
cái video tiếp theo nha.